người bên sông nhớ mong, thân nguyện cùng trời cao lúc đẹp một vì sao. Tuyệt vời. Thì tại sao lại có cái sự tuyệt vời như vậy? Thì chúng ta hãy quan sát. Nó sử dụng cái loa trép titanium huyền thoại, sử dụng rất là nhiều dòng, 4412, 4410, 4311, xin lỗi, 4312 MK2 và L5, L7, rất là nhiều. Phải nói kể ra phải mấy chục dòng loa, nhưng mà tất cả những cái loa đó đều là dòng cao cấp. Thì cái này, dòng này nó bình dân, nhưng mà trép này L20T cũng là một cái dòng nằm trong series 20, series T. Nó gồm có L60T, L80T và L100T. Hiện tại hình như mình cũng có một cặp L100T đây, đó. Cũng sử dụng cái tép đó, giống y nhau. Đây. Đó. Chỉ có chúng ta bỏ ra 5 triệu thôi mà chúng ta sử dụng một cặp loại mà nó có tép của L100T thì rất là tuyệt vời rồi. Ok, bạn nào có nhu cầu hãy liên hệ sớm Nguyên Hồ Màu Leo nhé.